điều khiển khác nhau và điện thoại. Và sau khi dùng xong đó thì các đôi pin sẽ được cho vào cái hộp như vậy. Và hôm nay bắt đầu tôi sẽ mang ra siêu thị Vinmart và Cung Mart để kiểm tra xem họ có thu mua có thu hay không. Cứ quen chưa mua. Và chúng ta có thể nhìn thấy là axit ở trong cái đáy của cái lọ này. Nó đang đây. Cho nên là khi mà các bạn đựng pin trong cái hộp này thì các bạn sẽ thường thường là sẽ cho một ít giấy vệ sinh vào. Cho vào trong này để nó hút ẩm. Và pin hút cái để cho pin của chúng ta không bị chảy nước ra. Đây là kinh nghiệm mà tôi. Còn đây là toàn bộ cái lượng pin sử dụng trong 3 tháng vừa qua. Đây. Một lượng pin rất là lớn và nó đang có hiện tượng nó chảy nước ra, thì hôm nay là tôi sẽ mang đến siêu thị Vinmart hoặc là Cúmac như để xem là họ đối với Cúmac thì chắc chắn là có thu gom rồi, nhưng còn Vinmart thì tôi sẽ kiểm tra lại ngày hôm nay. Chương trình thu pin tại Vinmart đang dừng lại. Tôi sẽ đi đến một cái siêu thị tiếp theo để xem. Đây các bạn nhé, đây là cái chỗ Vinmart chuẩn xanh điểm thu hồi pin thải đã qua sử dụng. Đây là toàn bộ pin thải sẽ được cho vào cái thùng này. Siêu thị Vinmart là một cái điểm mà thu gom pin thải cũng được khá lâu rồi, thì bố con đi rất là quen bởi vì địa chỉ. Đây là em bé nhà tôi đang cầm pin để vào cái thùng rác để tạo cho các bé thói quen từ rất là nhỏ, là đã biết là phân loại rác, pin, thải để đưa vào những cái nơi mà thu gom theo quy định. Cho vào, cố lên. Đây. Chuỗi siêu thị lớn gồm Cúmac và Vinmart thì chỉ có những siêu thị lớn của Vinmart thì thu gom pin thải, và Cúmac thì có một điểm. Như vậy Hải Phòng chúng ta là sẽ có 3 điểm thu gom. Và các bạn hãy thu gom pin thải vào cái hộp, sau đó là đổ vào cái hộp thu gom của các chuỗi siêu thị này để giúp cho môi trường của chúng ta ngày càng tốt hơn. Chào và hẹn gặp lại các bạn.